Bây giờ cất giọng lên hát thiệt hay cho giám khảo nghe nha. Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về với em khắp nơi như là biển khơi. Chập chờn mái tranh ngồi lên giữa ngọn chiều dâng. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi. Không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Mẹ ngồi với bữa tay ấm ấm tre lạnh cơm. Sớm làng chìm chung bao la những nỗi đau này. Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Ôi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê tang thương khắp một miền quê. Đây là một em bé 10 tuổi rồi và không phải chỉ đi học không thôi đâu, mà bé muốn phụ công việc với ba có thêm cái nguồn thu nhập, cho nên là hàng đêm bé cùng với ba có đi hát ở những cái quán ăn, những cái nơi mà có đông người đó để có thêm thu nhập cho gia đình. Tức là con bán với ba cái gì? Dạ con bán kẹo kéo. À, tức là không phải mình hát ở sân khấu mà mình hát ở chỗ những cái quán, rồi người ta nghe mình hát hay, người ta mua kẹo để giúp, đúng không? Con hát như vậy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ hồi từ con 3 tuổi. Ồ. Vậy là có thâm niên nghề nghiệp là 7 năm rồi đó. Lúc đó 3 tuổi rồi con lúc đó con biết gì đâu mà con hát? Dạ thì cha dạy. Tôi có tật tự trong bụng mẹ thì lớn lên không có gì làm hết, cái học được cái nghề làm kẹo kéo. Vì hôm nay con âm vào bài hát đầu tiên của ta đã về đây cô nhiều và cô quá cùng gà chị và đi giờ nếu con đi xì cuối con ủng hộ của tất cả các kiểu cùng gà chị. Con đi bán với cha lâu rồi. Con thấy cha cực khổ, sau về học con xin cha, con đi bán phụ với cha để giúp phụ cha được phần nào. Bé thích hát giống cha lắm, thì bé nói cha ơi dạy con hát, thì tôi mới quyết định là dạy cho bé hát. Nhờ cha dạy cho con hát nên con biết rất là nhiều bài hay. Mỗi khi con hát các bạn thường vỗ tay cho con rất là nhiều. Nhà con có 5 người, 2 em trai với cha với mẹ với con. Con thích nhất là bữa cơm ăn chung với gia đình. Ngồi chung với gia đình con thấy rất là vui. Đó giờ con chưa đi thi chương trình gì hết vì nhà con không có tiền mua đầm đẹp như các bạn khác. Tôi biết rằng chặng đường sắp tới sẽ đầy chông gai và vất vả, nhưng tôi tin vào cái nghị lực đam mê của tôi và con gái tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, để lo cho gia đình và con cái tôi sau này không còn khổ như cha nó nữa. Rồi ba con có ở đây không? Dạ có. Con có muốn hát chung với ba không? Dạ muốn. Muốn vậy mời ba lên luôn được không con? Dạ được. Trước đây thì em cũng được đi theo những cái đoàn hát, những đoàn hội chợ. Sau này thì khi có bé thì thấy bé thích hát, rồi dạy cho bé hát lần lần. Xưa ta bong bóng trên cầu Ai, cảm ơn hai cha con. Hai cha con đi hát với nhau thường xuyên, hình ra hòa giọng nhau cũng rất là hợp. Dạ. Theo cái ý kiến riêng của Trang á, thì thử tài siêu nhí á, là mình mở rộng cho tất cả các bạn đến dự thi. Các con nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều thành phần khác nhau, gia đình các con có điều kiện hay là không có điều kiện, nhưng mà các con có cái lòng đam mê ca hát, rồi ở nhà được ba, được mẹ, được anh chị em dạy cho mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên với một cái hoàn cảnh như là bé Tiên á, với lại ba của mình á, thì đối với riêng cô Đan Trang, và cô Đan Trang nghĩ là các cô chú ở đây sẽ khuyến khích những cái tiết mục như con được phát trên TV á, để cho các bạn được thấy là con không có nhiều điều kiện như các bạn nè, rồi ba cũng không có phải là lành lặn để mà lo cho con được tốt, mà tụi con với ba ở nhà vẫn tập luyện với nhau, vẫn lên trên đây thi thử tài siêu nhí, vẫn hát, vẫn yêu đời, thì cái đó là cái động viên không phải của mọi người dành cho con với ba, mà chính con với ba động viên cho tất cả mọi người là luôn luôn có những cái hy vọng trong cuộc sống. Cho nên đối với cô thì cô đồng ý cho con bước vào vòng trong. Với chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú Thanh Bạch đồng ý. Ủng hộ. Cô Thanh Hằng và chú Hoài Linh cũng vậy. Xin chúc mừng con nha con. Dạ, con cảm ơn ban giám khảo. Diêm xanh vàng cánh tung bay, bầu trời đông xanh trôi ra đồng ăn có cỏ non xanh rờn. Màu vàng kia đã lên cánh đồng, trời dâng ánh dương, lúa vàng nặng triêu. Nhà yên vui. Trời đã rạng đông, trâu ơi hãy cùng ta ra đồng cho sớm. Những hạt sương mai còn đọng mềm trên cỏ non, mùi mạ thơm non theo gió vào trên đồng. Trăng lặng hay chưa mà một góc trời hồng. Ngày hôm nay con hát rất là ngọt, mặc dù cái hơi của con, tại vì nó đang, con đang lớn, nó đang vỡ giọng nó, cho nên là nó ngặt, nhưng con biết xử lý cái ngặt nó đúng chỗ, cho nên nó vẫn ngọt ngào. Và một điểm nữa dành cho con, đó là chú đồng ý. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mời cô Thanh Hằng ạ. Cô đồng ý đó nha. Dạ, cảm ơn cô Thanh Hằng. Và chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú đồng ý. Cảm ơn chú Bạch. Chúc mừng con đã nhận được 3 sự đồng ý từ 4 vị giám khảo. Không đứng sông đồng ý á con ơi. Dễ thương quá à. Con hát có hồn quá. Cái điều này cái lứa tuổi của con là rất là khó. Không phải con không cái diễn đạt gì hết, mà cái năng khiếu của con á, khi nó nhập hồn vào trong bài hát rất là mau, rất là nhanh, và rất là nó hợp với ngôn ngữ của Cải Lương. Chú đồng ý. Chú Thanh Bạch cũng đồng ý. Chú Hoài Linh thì sao? Nói nhỏ con nghe là chú giận, là giận ác không á. Ác là không phải là tính tình chú Quốc ác, mà dựng là dựng thử thách. Coi như con có bao nhiêu tài năng là phải bộc lộ hết, chú khai thác hết đó. Mần nổi thì mần. Mần nổi không? Nhắm mần nổi không? Dạ dám. Mần nổi Quốc luôn nha. Chơi đi. Rồi, ok. Chúc mừng con, chú Huệ Lâm cũng đã đồng ý. Chiêu Anh có hay không? Hay. Vỗ tay. Để tôi nói nhỏ cho nghe. Hồi nãy á, có cô qua bánh bèo, cổ chèo xuồng đi ngang, tôi tính hò ghẹo cổ, mà ai ngờ tôi hò không, đến tôi tới đây luôn cái cổ cái đau tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bà con thấy quê hương miền Tây của tôi như thế nào? Để em Sâm với tôi giới thiệu một chút nha. Ủa anh Bốn sao anh không chịu về đi bằng ruộng? Ủa chị hai sao không chịu về? Quê tôi ai về ai nhớ ai thương, chú qua Long An cho đào hương đốt bảo trường, Tiền Giang Mỹ Tho cái bè gọt bọc Tân Phương, Trật Diễu Tây Câu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn nhưng chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa, chạy nhau bánh tét sang biết sao người yêu dấu tháp mưa chạm chi nghe bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ nói vui đôi bờ sông Hậu Giang sông Trần Đón chờ nghe lời giao cô nàng mang bánh ngon mua giùm dũng thơm từ chối đành sao lời giao chân mình từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình bạc liêu xứ sở tôi hiểu nghe tiếng ai đàn lại đi câu vòng cổ về thăm mảnh đất An Giang châu Đông chia bạc 23 tháng 4 đi lấy dân hồn tàu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang trồng gì mi thứ An Biên chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất gò Quao Cà Mau men điều cuối trời u minh tâm bụi Ngọc Hiển Thanh Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau buồn xanh cốc tôi bao đời nuôi ta khổng lớn giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Xin mời bà con cô bác đến khu du lịch miệt vườn sông nước có đủ các trò chơi dân gian, chơi hoài không chán, có đủ các món ăn ăn hoài không chán, đặc biệt các nàng non lá áo bà ba sẽ tà duyên dáng nữa đó nha. Xin mời Ủa anh sao nhí không đi thi tử tài siêu nhí hả? Trời ơi hồi nãy giờ nói dốc không mà quên đi thi rồi. Nhưng mà đi thi ban giám khảo có cho mình 10 điểm không nữa? Nếu cho mình 10 điểm thì bỏ mần ruộng luôn đi. Nếu mà gớt thì về mần ruộng tiếp. Bye bye bà con nha. Xong chưa anh Sáu? À anh xong rồi. Chào ạ. Trời ơi ông Sáu ông nhiêu tuổi vậy? Qua đây đứng ông Sáu. Ông Sáu nhiêu tuổi cô đang trang hỏi kìa. Còn không biết. Trời ơi, không biết. Nhiêu tuổi rồi luôn. Còn bao nhiêu ký con biết không? 21 ký. 21 ký. Số tuổi không biết nhưng mà số ký thì biết. Trời. Giờ giám khảo cho 10 điểm mới đi thi hả? Cái đó diễn thôi chứ không phải nói thiệt. Cái đó là trong cái bài diễn mà. Bài diễn thôi. Giờ cho rớt à, cho rớt vậy làm ruộng nha. Về mừng ruộng. Mừng ruộng à. Chịu không con? Chịu không? Con không biết. Con không biết. Con không có biết cái gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ con muốn nghe giám khảo nói không? Trời. Con muốn nghe ai nói trước? Chú Hoài Linh. À chú sau khi nghiên cứu rất lâu chú Hoài Linh. Dạ mời chú Hoài Linh. Về cái nhanh nhạy của cu Tin thì có lẽ là quý vị ai cũng biết rồi. Mà cậu này là đang rất là hot ở trên mạng. Và Linh cũng đã làm việc với cu Tin trong một cái phim. Và cu Tin là một cái người rất là nhạy bén. Cái cách ứng xử của cậu ấy cũng rất là hay. Tuy là nhỏ nhưng mà nói chuyện rồi từ ngữ rồi giỏi lắm. Ngày hôm nay nghe con hát bài này cũng đã, nghe con diễn bài này cũng quá hay. Dĩ nhiên là có một cái đoạn nó hơi chệch choạc là cái khúc mà hát vô cái lòng của câu giọng cổ đó. Thì nó hơi chệch choạc chút xíu. Nhưng mà với cái tuổi của con như vậy thì chú bỏ qua. Ráng cố gắng tập cho kỹ hơn nữa nha. Dạ không con? Nha con? Dạ. Rồi. Dạ, rồi mời cô Thanh Hằng. Ôi ơi, cô nói thật với con nha. Chú Hoài Linh nói như vậy là đầy đủ quá ý nghĩa rồi. Nhưng mà cô nói thêm cái nữa là cô chịu là tại vì con, cái sự đam mê của con đó. Con giỏi quá, con có đam mê cho nên con mới học thuộc từng chữ, từng tỉnh, từng quyện, từng cái coi như là từ cái bánh bía mà con cũng nhớ nữa. Thành ra là cô chịu. Cô Hằng cũng chịu luôn. Ủa nó nghe nè nãy giờ. Anh Hằng, ở nhà con có bánh bí Dũng Thơm á. Ừ vậy đó hả? Giỏi. Sao con không mang tới đây? Không được. Sao vậy? Mẹ nói là không được cho em trai hết, chỉ cho mình mẹ ăn. Trời ơi. Chỉ cho cả nhà con ăn thôi à. Cô cho một mình mẹ con ăn thôi hả? Mẹ con thật là Thảo ăn. Ở nhà mẹ con ham ăn ăn. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ đút con ăn nguyên cái chén đầy, ép con ăn nữa. Cho nên con mới mập vậy nè đúng không? Cho con mới khỏe, con mới trí nhớ. Mẹ con muốn con ăn nhiều để con mau lớn thôi mà, đúng không? Vậy đúng rồi. Rồi. Nãy trong cái tiết mục vừa rồi của con á, con có thiếu sót cái chỗ nào không? Lúc mà anh Bốn không đi mần ruộng đó rồi sao nữa, nãy con bị thiếu đó. Nãy con mới thấy con chào từng người mà. Cái nhạc nó gần. Đúng rồi. Nó gần tới để con hát, con chụp nhạc con hát luôn. Đúng rồi. Bây giờ cái đoạn đó đi. Nhạc mà con chụp luôn á. Nhạc tức là phải chụp hát liền chứ không thôi là trễ nhạc. Không phải con chụp bằng cái tay mà con chụp bằng cái miệng. Thì đó. Thì chú đang diễn tả cho người ta dễ hiểu đó con. Tức là con chụp nhạc vậy nè, đúng không? Cô Tiên có một đặc điểm là diễn xuất á rất là tập trung mà thậm chí là ứng đối liền. Cô Đoan Trang vừa vẫy tay chào là đã vẫy tay trả lời lại liền. Nhưng mà một mặt khác thì rất là tỉnh táo, nhạc vô là luôn đúng chứ không phải mãi mê diễn mà quên nhạc. Thì cái điều đó cô Tiên có thể kiểm tra được bản thân mình, được quá tuyệt vời, là lứa tuổi của con, đúng không? Mà đặc biệt cái miệng con làm vậy có duyên lắm đó. Chú Đại Nghĩa làm giống vậy được không? Trời đất ơi, thấy ghê. Dạ thôi bây giờ thì mời các vị giám khảo hãy cho biết sự lựa chọn của mình nha. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Đi tiếp nha con ha. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý cho con đi tiếp. Mời cô Đoan Trang. Con là siêu nhí, đi tiếp. Đi tiếp. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng cũng đồng ý và chú Hoài Linh đồng ý. Chú Linh cũng đồng ý luôn. Chúc mừng con về với thầy chủ nhiệm của mình. Trời ơi con ơi, con hợp với thầy lắm luôn á. Đây về với thầy Gia Bảo nè. Đồng chân dễ Dễ thương quá phải không quý vị? Đang mùa hè mà nghe bé hát xong cái tưởng xuân đến Tết về không vậy đó. Cảm ơn con, một cái bài hát rất là dễ thương. Mời chú Thanh Bạch góp ý ạ. Ở cái tuổi này giọng của con rất là tuyệt vời. Nhưng mà làm con trai nó khó cái chỗ là khi nó chuyển giọng sang giọng nam, giọng đàn ông. Thì trong giai đoạn này chú thấy rất là đồng ý để con có thể tỏa sáng trong những vòng tiếp theo với sự hợp tác với lại nghệ sĩ Hữu Quốc. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và mời giám khảo Hoài Linh đưa ra quyết định của mình. Chú chỉ góp ý như thế này thôi. Hát thì con hát rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là với cái rướng hơi nó hơi cao so với con. Tuy nhiên cái đó chú không đặt nặng lắm. Chú chỉ đặt nặng một cái điều là vậy nè. Tức là khi con phát âm thì ráng làm sao cho nó rõ ràng cái chữ. Ví dụ như là làm lễ rước ông bà. Khi con hát cái câu làm lễ rước ông bà thì chú nghe cái chữ rước á, nó thành cái chữ rước nó con hay bị hụt cái chữ như vậy đó. Như làm lễ rước ông bà chứ không có nghe làm lễ rước ông bà như thế. Con ráng cố gắng tròn dành rõ chữ. Ca cải lương là phải tròn dành rõ chữ. Với lại nhờ con những cái chữ mà ít sờ với ít sờ đó con phải sửa lại, chỉnh lại. Cô đồng ý cho con bước vào để con hỏi lên nữa. Cô Thanh Hằng đã đồng ý. Chú Hoài Linh nghĩ sao ạ? Bây giờ trước khi tôi ra cái quyết định này thì tôi hỏi nghệ sĩ của Tú Hữu Quốc. Thật sự ra thì anh thấy bé hát rất là tốt. Cái quãng cao thì nó tốt hơn cái quãng trầm. Nếu mà anh làm một cái dấu đồng ý thì chắc chắn là em phải gò cái cách phát âm cho cháu cho nó chuẩn hơn. Cái đó nếu mà em gật đầu một cái thì anh gửi, còn không thì anh gửi về nhà. Nãy là Quốc với lại Yến Trang cũng có bàn với nhau là những cái quãng cao của con ca sáng lắm, mà cái quãng con xuống trầm dường như nó bị mất chữ. Đội dân ca cải lương và dân ca đương đại dường như cũng còn nhiều. Thì thôi bây giờ tạm chờ một tí xíu được không con? Chưa. Cái phần tạm chờ đó chưa tới chú. Không, nhưng tôi mà chỉ hỏi ý kiến chú cho tôi mà cái là chú phải nhận rồi. Bây giờ chú chỉ hỏi thôi. Mà cái này là chú làm khó em của chú. Khi chú gửi con cho chú Quốc thì chú Quốc phải mài dũa con như một cái viên ngọc để cho nó sáng hơn, cho nó tốt hơn. Yeah. Cho nên là chú phải hỏi cái tay thợ này nè. Dù chú biết tay thợ này là thợ giỏi chứ không phải là thợ bình thường. Bây giờ nghệ sĩ Hoài Linh đã đề nghị Hữu Quốc trả lời yes hay no thì hãy nói ra liền. Đồng ý hay không? Không nói yes no. Tôi sẽ gửi cho em nếu em thấy không phiền. Gì đâu mà phiền. Thôi bây giờ nói thì nói, cái quyền quyết định vẫn là chú. Và chú Quốc sẽ là người nhận lãnh cái trách nhiệm này khi chú Quốc là thầy của con. Chú đồng ý. Chúc mừng con. Nhận được những sự đồng ý từ các vị giám khảo. Đến với thầy của mình nào. Cố gắng nha con. Hãy lầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét tráng trổ phương long uốn lưỡng tựa mây sóng. Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả, chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp. Lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy, nhấn nhá, đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn, để cho nó ngọt ngào hơn nữa, thì chú muốn con nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình. Ôi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Thua bên mê. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sát đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu mà còn hóa thân thành một cô gái nữa đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng bấm hoài lên Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp tuyệt đẹp hát cái bài này hay lắm là ảnh đó. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ luyến lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Dạ, chúc mừng con. Từ lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ, ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô một chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào. Thưa quý vị, ở lần xuất hiện đầu tiên, bé An Khang với cái khả năng diễn kịch của mình và đặc biệt là cái duyên hài của bé, tự nhiên nó toát ra làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là ban giám khảo cười rất là nhiều trong cái phần đầu tiên đó. Nhưng mà hôm nay khi quay trở lại với chương trình ở cái vòng thiết lập này cũng với tiết mục hài kịch thì không biết rằng bé An Khang có tiếp tục chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả hay không. Hãy dành cho cậu bé dễ thương này một tràng vỗ tay quý vị. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phì. Ở Lâm Đồng mới xuống em đâu biết gì. Ở trong kia em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Kính chào tất cả các ba các anh các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sang Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến Mãi Sài Gòn quê mình. Với tất cả tâm tình em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Sơn, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Xài bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bài Tư Hà bán trà đá ở tít Bến Phà Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì ba đĩa cũng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em. Sở thích của bố em rất thích xem tivi và lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như ông tìm thấy tổ, như súng nổ thì thứ mục tiêu, như chiến chiêu nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cuộc thi vẽ ở trên tỉnh nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn hãy vẽ con vật mà bạn yêu thích. Mẹ em vẽ con sư tử, vẽ như là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần, vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Cái em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy là mẹ em. Sau đây em sẽ được giới thiệu với chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai bán vải ở đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhại, sống sao cho phải, tuy đời ngang trái, có thằng em anh tài. Sở thích của em rất thích xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Cứ mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 tuổi là chị em lại nhảy cẫng lên. Em khiếp sợ với chị em luôn đấy. Khi là để bà can dây này nhập hay sao ấy. Đấy là chị em. Sau đây em xin được giới thiệu về em. Sở thích của em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát, và đặc biệt em rất thích cạo lông mày bằng dao phát. Mục đích của em đăng ký thi chương trình thử tài siêu nhí và để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên tivi. Vì hơn một tuần nay em chưa được về nhà. Chú quay phim, chị ấy mới quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh mẹ và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ bản tường trình con đến đây hôm nay là hết ạ. Con xin hết ạ. Con biết là con trời ơi, sao mà con có thể con nói với một cái tốc độ nhả chữ, nó nhanh, nó không vấp, nó lưu loát mà nó duyên dáng đến như vậy không biết nè. Một tràng vỗ tay dành cho bé An Khang. Anh Linh ơi, anh Linh, anh thấy cái cậu bé này như thế nào ạ? Cái trí nhớ con cực kỳ thông minh. Bởi vì cái nói nhanh như vậy á, nó dễ bị vấp lắm. Cái giọng bắc của con rất có duyên nha. Nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe con nói được hết thì con nói chậm lại hơn một chút xíu. Bây giờ con đang 10 phần, con nói chậm lại còn khoảng 7 phần. Chỉ cần giảm lại thôi, con có duyên cực kỳ. Chúc mừng Khang. Cảm ơn chú Hoài Linh. Tôi đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Con xứng đáng được vào vòng trong rồi, chắc chắn rồi. Như vậy là cô Đăng Trang cũng đồng ý cho con vào vòng trong. Và chú Thanh Bạch, chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Bây giờ thì hãy chạy đến với thầy giáo mới của mình nè, thầy giáo Bảo. Con rất là sáng sân khấu, ông ca chú cũng thích à, thôi chú gật đầu con chọn con. Mời giám khảo Thanh Bạch. Đồng ý. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý. Cô Thanh Hằng sao không đồng ý? Đồng ý à. Cảm ơn cô. Chúc mừng con về với thầy giáo của con nha, thầy Hữu Quốc. Chào con. Trời ơi Quách... chú lại nghỉ. Trời, bá lanh mà em hết hồn luôn vậy đó. Dễ thương quá phải không ạ? À? Khi mà lần trước con xuất hiện là con đàn ha, rồi bữa nay thì con có thêm cái phần múa nữa. Không biết các vị giám khảo có bất ngờ tiếp không đây? Mời cô Đoan Trang. Thì ngày hôm nay con hát bài này á, cô với chú Thanh Bạch nói với nhau là con có cái khẩu hình khi mà con hát á, rất là đẹp. Cái đó là một cái tiềm năng rất là lớn dành cho con. Rồi con cũng có cảm nhạc rất là tốt, cho nên khi con nhúng á, trong những cái động tác của con nó rất là đẹp. Nhìn chung cô rất là thích. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Mời chú Thanh Bạch. Cái sức biểu cảm của con về cái lời nội dung bài hát con hiểu rất là rõ. Ngón tay em thon dài thì con diễn nó còn dài hơn là cái ngón tay nữa, đúng không? Và tất cả những cái lời đó con làm một cách duyên dáng và biểu hiện. Có thể nói mình tắt cái tiếng tivi đi mà xem con diễn và có thể hiểu được con đang diễn tả cái gì. Thì sức biểu cảm của con cái tuổi này mà con làm như thế là quá tuyệt vời. Chúc mừng con. Con ơi con làm lại cái câu mà ngón tay thon dài cho mọi người con lần nữa đi. Cái chỗ đó con đã làm lại lần nữa nghe. 2, 3. Khen em ngón tay thon dài. Cái chữ dài đó nghe dễ sợ thiệt ha. Nghe dài chắc cũng cả 100 mét á. Mà chưa bao giờ chú thấy ai mà cái ngón tay mà dài lên tới nách hết rồi đó con. Cô Thanh Hằng có nhận xét gì ạ? Dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó hả? Tuy rằng còn nhỏ tuổi, còn bé lắm, ngây thơ vô cùng luôn nhưng mà tự tin. Chúc mừng con á. Cô chịu liền á, chịu á. Được quá trời lời khen luôn. Nhưng mà không biết các vị giám khảo quyết định sao đây? Con ơi, con muốn đi tiếp hay là mình về nhà nghỉ cho nó khỏe ha? Con muốn đi tiếp ạ. Mà con phải làm cái gì lạ hơn, khác hơn, hấp dẫn hơn chứ không được giống vậy à nha. Hứa không? Hứa. Yeah, ok, vậy đồng ý á. Chú Thanh Bạch đồng ý rồi. Cảm ơn chú. Cô Đăng Trang, cô Đăng Trang đồng ý. Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý luôn. Còn chú Quỳnh Linh chắc chắn là chú đồng ý cho con vào rồi đó. Con đánh cái trống cơm chú thấy cái tay con cũng nhường nhuyễn đó, chứ đưa cô Đoan Trang không biết cô có đánh được không. Cô Đoan Trang chắc đánh trống chầu. Là cô có biết cái trống cơm là cái trống như thế nào không nữa cơ. Bài này là bài cô đã đoạt được huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1998. hèo á. Nói như vậy á, là để cho cô Đoan Trang cổ nhắc lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô ấy mà hồi nãy cổ ngại, cô không dám nói. Nhưng mà mẹ con kể rồi. Mẹ con kể rồi. Mẹ con kể làm sao? Mẹ con kể ra hồi xưa mẹ cô Đoan Trang trên cái trường giấy con quên tên rồi. Thì mẹ con nói là cô Đoan Trang có hát cái bài Bộ Cây Trống Cơm. Vậy chứ mẹ con có kể. Con cũng giỏi luôn. Tâm lý của cô chưa? Trời ơi, ta nói cái người khiêm tốn không cần phải nói gì hết trơn để cho người khác nói vậy. Cô Trang ơi, cô Trang giờ vậy nè ha. Giờ cô Trang hát lại cái bài này đi, hát lại một đoạn đi được không ạ? Nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô Trang đó. 2, 3, vô. Đi đâu rất xa em về một cái trống cơm, cá rau bao năm lưu truyền, khen người chiếc cơm dỗ sai cho nên là quên lời. Cô Trang có nhiều lý do lắm không sao đâu. Con nghe cô đang trai hát hay không? Hay cũng hay. Mẹ con kể là cô cũng hay nhưng không bằng con đúng không? Ý là cô Đoan Trang hát hay không bằng con đúng không? Dạ không, chú ạ, cô Đoan Trang hát hay. Mẹ con kể là ngày xưa cô Đoan Trang hát cái bài này đó hả? Vậy chứ mẹ con có kể là ngày xưa chú cũng có hát bài này không? Nữa hả? Mẹ con có kể không? Dạ không. Ừ, chú đâu có hát đâu mà kể. Và ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn, lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và hạnh phúc. Con tên là Hồng Ân, đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 năm 2016 này. Con xin gửi đến quý vị một ca khúc được mang tên Chú Voi Con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Dễ thương quá phải không quý vị? Chú voi con này màu sắc quá, lấp lánh quá mà rất là đáng yêu. Mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng ơi, nhận xét cho bé nha. Quá đi tự tin hơn cái tuổi luôn nữa đó. Vậy đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi ha. Đơn giản vậy thôi. Cô thích quá rồi phải không con? Quá thích rồi, chịu lắm rồi. Dạ, không biết cô Đoan Trang có chịu không nha. Cái hơi nó mạnh. Đối với bản thân cô là chắc chắn con sẽ được vào vòng trong để mà con đọ sức với các bạn. Bởi vì con á, cái bài của con có một cái điểm rất là gây ấn tượng là có một đoạn lên tông mà con nhảy thẳng lên trên cái tông đó luôn và con bám được trên cái nốt đó, trên cái tông đó một cách chuẩn xác và vẫn đi về chủ âm của cái nốt cuối cùng của bài. Cho nên cảm ơn con, chúc mừng. Con cảm ơn con. Dạ, các vị giám khảo quyết định thế nào? Mời cô Thanh Hằng trước luôn. Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Yes. Cô đồng ý, chú Hoài Linh. Đáng lý ra đó là chú không có đồng ý đâu. Tuy nhiên nhờ mấy cái của con chứ không thôi là con đi xa lắm rồi đó nha. Rồi thôi chú cho con một cơ hội. Chú đồng ý. Chú đồng ý. Như vậy là con có tới 3 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con. Về với đội của thầy Gia Bảo nào. Trời ơi, thầy trò giống nhau quá. vào. Chú Thanh Bạch quyết định như thế nào với bé Hoàng Hải ạ? Chú đồng ý cho con đi tiếp. Con cần về để tập thêm, cho nên chú không đồng ý. Có thể là ráng về học thêm đi. Cô không đồng ý. Và cô Đoan Trang. Wow. Trời ơi. Gà lăng chưa? Gà cô lăng. Trang điêu đứng chưa? Cô muốn cho con một cơ hội. Tại cô thích cái cách mà con còn nhỏ, nhưng mà con hát cái nốt nó rất là chuẩn xác, cho nên cô đồng ý. Cô Đoan Trang đồng ý. Như vậy là con nhận được 2 sự đồng ý của ban giám khảo. Rồi bây giờ con vác súng con vô trong phòng chờ nha. Hy vọng rằng cuối cùng chú và bà sẽ chọn con. 100 cái tay dành cho bé Hoàng Hải. Cô chú giám khảo nhận xét như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Con hát rất là sáng, rất là chững chạc, cho nên cô nghĩ là con rất là nhiều cái cơ hội để vào vòng trong. Cô Đoan Trang đã lựa chọn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô Hằng cũng đồng ý chọn con. Và chú Hoài Linh thì sao ạ? Trong cái bài hát của con thể hiện, nó có được cái tình cảm của người con dành cho cha mình. Và về cái phần trang phục đồ này nọ, con cũng rất là chỉnh chu. Ok lá. Cảm ơn chú Hoài Linh. Con là một cô bé duy nhất của đời cô hiện tại. Hàng hiếm đó con. Hàng hiếm, cô sẽ làm cho hiếm hơn nữa. Trời, cô tính làm cái gì vậy cô Trang? Okay. Cô tính làm cái gì hiếm hơn nữa? Bây giờ hiếm rồi mà cô làm hiếm hơn nữa là mất cô luôn tính giếm nó luôn á. Ý của cô Trang không phải là như vậy. Tức là cô sẽ làm cho con ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Mặc dù con có đứng im hay con có chuyển động hay không. Ok, con có hứa với cô hay không? Có cố gắng những gì cô đề ra hay không? Dạ hứa. Ok, chúng ta đọc tay hứa nào. Yeah. Chúc mừng chào cô giáo Yến Trang. Okay. Đã nhận về cho mình một chàng trai rất là đẹp trai mà hát hay nữa. Ngày hôm nay thì con hát cái bài này chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn. Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại thử tài siêu nhí, cô được gặp con lại nha. Dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. Cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con. Cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước. Tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý, chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nào, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chúng tay ra sức xây đời. Hơn 4.000 năm non nước rạng ngời, nhớ thuở xa xưa tiếng đồng hội ngộ, kết chẳng ân tình để mối lương duyên. Con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Người người ra đi xa giang quê, hiện trông theo chốn biên cương ngày đêm vững lòng. Vì quê hương núi sông đang cần, trong gian gian gọi mời những niềm tin quê hương mình rộn ràng câu hát. Có giá trị hoàng đời xuân sáng, kẽ trong xanh, từng cánh chim trao lượng dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng, để Việt Nam ta ngàn đời để mãi từ trang sử hào hùng cho đến ngàn sau. Một tràng vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần ra quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu là sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài. Thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trong trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ cô nói thật sự á, các con đúng là thật. Tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Wow. Từ lâu con còn nhớ khi trai sạn chưa hôn lên tay cha, cây vĩ cào vẫn ngân nga hàng đêm bay mãi vào mùa. Còn với cha cây vĩ ca bao năm tim cha cuốn bao dung vào tim con nồng nàn yêu thương chuôn. Thưa quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá, sao khóc nào. Nín. Okay. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này, ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. Rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Ok, đúng đó. Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết, không khóc nữa nè. Cảm ơn cô giáo Yến Trang và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó nó chưa có chắc lắm. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương. Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ một chút, vọng, tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo, con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hòa Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa của bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ, con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát, con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá dòng bự, lúc con bỏ dòng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn, thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Giờ một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Nhí tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc, đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng, Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây không ai qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền? Có. Vai dữ? Có. Vai nghèo? Có luôn. Vai gì ghẻ? Có, cũng có luôn. Vai cô Tấm? Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là cái trái thị nó chứa không đủ chị. Không, trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ. Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng ha, hoặc là vai dì ghẻ ha, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái dì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Vậy được. Quý vị coi này nha, đang có một cái gương mặt mà một nụ cười rạng rỡ như trăng rằm. Coi bây giờ bắt đầu đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ, có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là ném về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Dạ. Qua đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực. Mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Dạ. Nghi Xuân Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi ha. Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải biên thùy ha, để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè, nhiêu đó cũng không làm được, không làm được đó mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Gì ơi, đau quá. Vô đây tao biểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra, đứng qua đi. Tao đã nói rồi hả? Phải làm cho đúng đàng hoàng nghe. Phải đi ra ngoài đồng ăn, chăn trâu, cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa? Cái con kia dòm là thấy chết cái mẹ rồi. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa? Ha. Nên đi cưng. Ai ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á cũng bị gì đánh đòn hết vậy? Ai không biết nữa. Chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em đè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới gì về làm vợ hả, mà có mặt cha thì gì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em, còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ai. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con với mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chỉ su ngủ, tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mang. Em ơi ngủ ngon ơi à, từng ngày con ngóng chờ về mơ, chờ về mơ. Lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cơn tiếng ru nơi cõi xa kia. Mẹ sẽ luôn thương nhớ chị mình, rồi mai đây khi em thức dậy cha sẽ trở về. Hãy subscribe sẽ thấy mẹ về. Con, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi? Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chị muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? Thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chị được gặp có một đứa con thôi à. Ý, vậy mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy nhớ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tấn Lực à, mẹ về. Tấn Lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cột luôn nè mẹ. Nghe tiếng kêu con khờ, đau nhói trong đầy trời đỡ đau xuôi chi để mẹ đành xa con nhớ nhung đêm ngày. Mẹ ở đâu sao chẳng tìm nghe tiếng ru tâm đào. Mẹ ru con lúc năm vừa lớn, lời ru sẽ theo con khờ. Lời mẹ ru tiếng ru khi nằm nuôi. Mẹ ơi, mẹ ru con ngủ đi mẹ, con thèm được mẹ ru lâu lắm rồi. Con nằm xuống đi, để mẹ sẽ hát ru cho con ngủ. Con ơi, con ngủ đi, mẹ ru con ngủ đi. Ồ gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mới vợ bé bỏ liền hai con ơi. Mẹ ơi, không phải vậy đâu, mẹ đừng trách cha mà tội nghiệp. Cũng chỉ vì thương hai con sớm mất đi tình thương của mẹ tìm mẹ ghé để cho hai con được chăm sóc nên. Sao con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em hồi tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tên Lực, em của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Mẹ chỉ ước mơ cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu anh, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phút sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu anh, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày lầm lũ vì con. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Ngày hôm nay cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng vỗ tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa, đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc, ngay cái phần đầu mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. Đó, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi, mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. Lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì Bùi Rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm, con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cái tưởng tượng như là phim bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con Lê mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm Rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn Trần Thị Quỳnh Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. Bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh. Đánh không có đau miếng nào chứ. Con có đau không con? Dạ không. Thôi thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con, là tại vì không có sự tập vợt mà cô lại là làm cho cô, hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. 100 vỗ tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm. Đại diện ghê xa chú Thành Lộc, con sẽ cố gắng hết sức, mọi người nhớ ủng hộ con nha. Coi có ai mắng mọc lèo lẹt như chị ba không? Các em có biết chị ba là ai không? Chị ba là nữ thần nhảy múa. Ai cũng có một ước mơ như chị ba cũng vậy. Và ước mơ của chị ba là làm những điều vĩ đại. Chị ba hôn cưng. Bye bye hết rồi, chị ba vô đây. Anh Bảo, chị ba vô nha. Anh Nghĩa ra làm MC. Dạ. Trời ơi, tôi không có dạy cái này. Anh Nghĩa ra làm MC. Dạ, chào chị ba. Trời ơi. Chị ba bữa nay sao tự nhiên tao nói thu gom là còn có chút ép vậy nè hả? Chị ba. Chị ba nghe. Chị ba có biết là ai nghệ sĩ nào đóng cái vai này không? Chị biết. Ai? Nghệ sĩ Thành Lộc. Rồi còn chị ba có biết là lúc đó em đang đứng đâu không? Này nè em nè, đó. Trong cái tuồng này nè em làm vai gì không? Chị ba Hùng có biết. Hỏi nữa đi. Chắc là bởi vì chị ba chỉ coi đúng cái đoạn này thôi, thành ra chị ba không coi tới cái đoạn mà em đóng. Em đóng vai mang ăn cướp trong đó đó. Nhớ không? Vậy hả? Trời ơi, tôi xỉu với chị ba này chứ. Ôi, bà lanh quá hả? Đây là một vai diễn của nghệ sĩ Thành Lộc. Và ngày hôm nay bé đã tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc trong cái vai nữ thần nhảy múa. Một tràng vỗ tay cho bé An Khang. Duyên dáng quá. Không biết giám khảo Quang Lê nghĩ gì với tiết mục này? Wow, rất là bất ngờ. Chú chưa bàn về phần diễn của con, nhưng mà chú rất là thích mà. Bây giờ trước tiên là chú hỏi con bao nhiêu tuổi đã? Dạ con 5 tuổi. Trời, mới có 5 tuổi. Rồi bỏ tay luôn. Nói còn ngọng nghịu á. Mới có 5 tuổi thôi đó. Wow. Nói chung là khi mà chú nghe con hát giọng thường, rồi có một lúc mà con hát mà con lên cái giọng gió đó, chú mà con làm không được mà con làm được. Con 5 tuổi như vậy là con quá giỏi, ngoài tưởng tượng của chú luôn á. Cái lúc mà con nói chuyện mà con trả treo với Đại Nghĩa đó, chú thích còn ghê nữa. Bởi vì chú Đại Nghĩa bị con chặt chém cho nên chú Lê sướng ghê lắm. Về bé Khang thì lần trước con nói nó nhanh, nhưng mà lần này là con lại tiết chế được, con nói chậm lại thì mọi người đã hiểu được con nói và nghe rất là rõ cái lời của con nói. Mà con cứ tiết chế như thế, nó nhẹ nhàng lại, chậm rãi lại, và biết cái chỗ nào mình có thể là điểm nhấn để gây cười cho khán giả thì lúc đó là con phải nhấn cho nó đúng cái thời điểm thì con sẽ lấy được tiếng cười. Còn về cái độ lanh lợi của con thì chú đã nhìn thấy từ những tập trước rồi. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Quảng Linh. Rồi chúc mừng chị ba nha. Chị ba có muốn hôn mọi người nữa không? Hôn đi. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Dạ em cũng xin được hôn chị ba. Cảm ơn chị ba. Chúc mừng chị ba. Hôn tôi một miếng coi. Trời ơi. Hôn một cái mà tôi muốn té luôn. Chú Đại Nghĩa ơi, con bao nhiêu tuổi? Con nói cho cô Đăng Trang biết con mấy tuổi nè. Dạ con 5 tuổi rồi. Giỏi không? Trời dạ đàng hoàng. 5 tuổi sao đẹp ngắt gì không? Con nặng nhiêu ký nói cho cô Đăng Trang nghe luôn. Con 21 kg. Hả? 21 kg. Con có biết con cao bao nhiêu không? 80 mấy, 90 mấy gì không biết không? Chắc không đâu ha. Thôi để cô ra làm sao, con hỏi mẹ con sao. Rồi, không, mẹ con không có đi theo. Con đi với ai? Chỉ có cậu ba dẫn con đi thôi. Trời ơi. Cậu ba tên gì? Thì cậu ba là cậu ba. Đúng rồi, cậu ba ở nhà kêu cậu ba biểu con. Sao biết tên cô Đơn Trang kỳ quá à. Thôi giờ vậy nè con, bữa nay con tính ca hát, nhảy múa hay làm gì cho mấy cô chú coi vậy? Con diễn kịch, làm MC. Trời ơi, vậy là chỉ cần múa nè. Trời ơi, coi như là mấy cô chú đây thất nghiệp gì con hết á. Cô chú nôn quá rồi, cùng vô luôn đi. Coi làm sao đây. Đúng không? Ha. Rồi, chuẩn bị, chúng ta đến với phần trình diễn của bé Putin 5 tuổi, 21 kg. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đã xa, nhưng hình ảnh của người lính, vệ quốc anh hùng gan dạ vẫn lạc quan yêu đời, luôn tồn tại trong lòng mọi người. Hình ảnh ấy luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác, trong đó có lĩnh vực âm nhạc, ca khúc Âm Ba Hơn. Đã nói về lộn rồi. Có hai làm lại. 2, 3. Ca khúc Âm Ba Hơn với giai điệu sôi động, vui nhộn và dễ thương của nghệ sĩ Trần Kiết Tường là một minh chứng. Quý vị thân mến, ca khúc Âm Ba Hơn đang nói về hình ảnh quyến mẫu có thật của người lính, hứa hòa hơn quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nghe đâu bác ấy đã gần 90 tuổi rồi và sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dù thời gian trôi qua, bác ấy nay đã già nhưng mảnh tươi trẻ, anh hùng lạc quan tiêu đề. Anh Ba Hân luôn tồn tại trong lòng bao thế hệ. Ngay bây giờ tại sân khấu này, chúng ta cũng cảm nhận hình ảnh của người lính vui tươi yêu đời ngày nào qua ca khúc Anh Ba Hân với phần trình bày của cô Tiên. Sao nhửa đi nữa, nghe nữa cho nó đã. Đó à. Như đó thôi. Vậy chứ con nói con biết thôi, nhảy múa nữa đâu, nhảy múa gì? Nhảy nữa. Dạ múa, múa. Đâu múa gì đâu, con múa cho mấy cô chú con. Nón lá. Nón lá. Có nón lá không? Có nón lá. Trời che mặt lại nữa. Như âm xưa như ngỡ sông. Tán nhạc, tán nhạc, tán nhạc. Đó là ta chỉ múa đàn ngắn thôi. Rồi. Múa nón lá mà có đội nón kết á. Dạ. Một cậu bé 5 tuổi như thế này mà nhớ quá trời thông tin luôn. Dẫn chuyện mà diễn cảm kia lên bổng xuống trầm thấy thiệt là hay luôn vậy đó. Ngồi tập cái bài này lâu không? Dạ lâu. Tập nhiều lắm sao khang tiếng hả? Con bệnh rồi. Bệnh rồi hả? May là con bệnh mà con diễn máu lửa vậy đó. Dễ thương hết sức luôn. Mời các cô chú nha. Mời chú Thanh Bạch. Lứa tuổi của con mà cái văn nó khó, cái nội dung nó dài, dạ, chứ đâu có đơn giản. Có tên riêng nè, có năm, có số liệu, có quê quán nữa. Thì tất cả những điều đó gom trong một cậu bé 5 tuổi 21 kg như vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Chú Thanh Bạch ngưỡng mộ con rồi đó. Không biết cô Thanh Hằng có ngưỡng mộ con không ha? Quá ngưỡng mộ đi nữa. Tại vì khi nãy con đọc chuyện có những cái mà con đọc nhỏ nhỏ cô nghe không rõ, nhưng mà những cái nhấn mạnh của con cô hiểu. Bắt đầu cô hiểu liền, giống như là cô nghe mà người Tây mà họ nói tiếng Anh vậy đó. Họ nói mình không hiểu, nhưng mà họ nhấn được, họ quơ cái tay đó mình biết họ hiểu họ nói gì rồi. Hay lắm con ơi. Bỏ xuống đi. Rồi. Bỏ mỏ xuống. Con cuốn cái mỏ vô. Nói chung là con rất là thông minh, phải nói rất là thông minh. Thôi bây giờ làm vậy luôn đi cho rồi. Là chắc là vậy đi, chắc ai cũng vậy. Con cái chuyện đó con rồi quyết định vậy đi. Quyết định vậy luôn đi. Các vị giám khảo đều quyết định chọn con. Chúc mừng cô Tiên. Cảm ơn giám khảo đi. Cảm ơn ông bà giám khảo. Kính xin giám thân tạo thân dựng cao vút tận mây trời. Ngày xưa quân tử sống thanh cao. Chú thấy con không có hề nhịp chân cũng chẳng nhịp tay, vỏ cốc vô một cái là đúng luôn. Quá thuần thục luôn. Chú chúc mừng con. Dạ cảm ơn chú. Sao cô? Dạ chắc chắn rồi, tại vì cô nghe con hát ngọt lắm. Cuối cùng cô Hằng quyết định là vậy nè. Chú thì lúc nào chú cũng ủng hộ đơn ca tài tử nói riêng và cải lương nói chung. Và đối với cái độ tuổi 13 của con, với một cái bề dày mà truyền thống của gia đình như thế này thì chú muốn chọn con vào á là để cho con tiếp tục con bảo tồn và duy trì cái mà gia đình mình đã các có. Cô chú đây yêu thương con hết. Chạy xuống ôm ba đi. Rồi xuống cảm ơn ba nha. Ôm ba đần mùi quá làm con hát hay. Hay quá. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à? Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con á, ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình? Dạ thưa chú là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất thương cha, mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành, cháu nội tôi, ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nữa, nhưng mà bây giờ mới kể. Hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn. Một năm thì cháu nội học ngồi được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cải lương. nghe bên bển khen, nhưng mà tôi cũng chưa có hay, là cháu ca như vậy cũng rất là mừng, học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng, thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ đó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đơn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Yeah. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Thí sinh tiếp theo là một cậu bé có chút xíu thôi mà tròn quay mũm mỉm đáng yêu vô cùng. Lại đây với chú Nghĩa nè. Hoàng Ngãi mấy tuổi rồi? Dạ con 5. Giờ bữa nay con hát cái gì đây? Dạ con hát bài Anh Ba Hơn. Có anh ba hơn, vốn thiện nông dân, đi lính hơn làm chữ cho mới được quân trường. Hàng Sáu thấy anh nó mừng, thiên thần nhỏ xíu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó mới có một năm nay mà anh đã bám với tay hơn trăm thằng. Vì dù phương pháp xa la, vì dù đế quốc xa la, nó dù băng khóa, nó tạm sống mình. Lấy chuyện hỏi thăm sự tình, tôi nói có anh bà Hùng. Con biết con thuộc bao nhiêu bài hát ha? Dạ con thuộc nhiều bài lắm. Nhiều bài rồi. Để dành vô, để con vô nhiều bài luôn. Chúc mừng con. Em ra đào xa thăm chú bộ đội, ở nơi đào xa có ngọn hải đăng. Ngoài khơi xa con thuyền vừa sông, bên những yêu thương soi sáng đêm dài. Dễ thương, 5 tuổi. Anh Linh ơi, anh Linh nhận xét như thế nào về cô bé này ạ? Biết hát, biết diễn. Bây giờ con chỉ lựa mấy bài nào cho nó hợp với tuổi của con, với lại hát cho chắc chắn lên nữa là tốt. Tại con biết hát, biết diễn luôn nè đó. Rồi chú chú Linh lựa chọn rồi. Mấy cô chú còn lại lựa chọn luôn à? Chọn luôn nè. Trời ơi. Rồi mở hàng đắt dễ sợ. Thích không con? Yes, sếp. Giờ hôn chú miếng đi. Nhờ mấy cô chú đó mà chú được hùng cái đó. Cảm ơn con nha. Chúc mừng. Mang cá đến chuông con mèo hoang tàng ăn. Ai mang cá đến chuông con mèo hoang sẽ mềm. Đàn ăn dưới gốc cây có một anh chuột nhắn. Đàn ăn trốn mách hoang có một cô chuột đờn. Giọng rất là tốt, cho nên cô nghĩ không có lý do gì mà con không được chọn qua khỏi vòng này hết. Cô chọn con. Theo chúc mừng em. Chúc mừng con. Con đã 4 sự lựa chọn. Dạ. Xuân hồng như nắng, hạ tím như mưa, thu vàng như lá khô, đàn trắng như mây vờn bay. Em mềm như gió, rượi mặt như phải nói là cô rất là vui khi mà được nghe con hát bài thư pháp này. Và cô rất là mừng bởi vì cái tư duy âm nhạc của con còn nhỏ mà con chọn những cái thể loại âm nhạc như thế này rất là khó. Có nghĩa là con nghe nhạc rất là sâu sắc, rất là hay. Xin mời giám khảo Thanh Bạch, Đoan Trang đã quyết định lựa chọn bé. Cô Thanh Hằng cũng lựa chọn bé Ngọc Thanh. Còn chú Hoài Linh thì sao? Dạ, quay tiếp. Dạ rồi. Dạ. 4 dấu tích màu xanh có nghĩa là 4 vị giám khảo đây đều đồng ý để con đi tiếp với chương trình thử tài siêu nhí. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. cánh giọng thơ ngay qua lời ru em à, mà mẹ đã theo chân con trên dạng neo sông hồ. Trong bụng mẹ đã vui mừng khi con mái đồng lần đầu tiên, rồi kể từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ lại vui thêm chút nữa. Chắc con khỏe nên con đạp con chòi, con buồn vì con đã rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lành sẽ con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin mời các cô chú cho kết quả của mình. Chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đoan Trang đồng ý, cô Thanh Hằng chắc chắn là đồng ý. Chú Hoài Linh sao ạ? Chú Hoài Linh đồng ý 100%, giám khảo đồng ý với con. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Chúc mừng con. Con tên là Nguyễn Vi, năm nay con 10 tuổi. Sau đây con xin được trình bày ca khúc Ô Quê Tôi. Sông tình cánh cỏ lá lơi, trong hội ngoại đình ánh mắt em đưa hò hét Và các cô chú quyết định như thế nào đây ạ? Chú Thanh Bạch. Chú Thanh Bạch đồng ý. Cô Đăng Trang đồng ý, cô Thanh Hằng đồng ý và chú Hoài Linh đồng ý. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô và các ban giám khảo. Con kính chào ban giám khảo, con tên là Đặng Minh Sang, con 9 tuổi. Con xin hát bài Thu Một Người Dân. Một người dân, đôi khi con nghĩ có tên, đôi khi con nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ba anh em một nhà, chung một dòng máu xanh nhau đủ đều rào chiếc đón sao? Chú Thanh Bạch đã đồng ý. Cô Đoan Trang thì sao? Con phải xuất hiện một bài hát phải hay hơn nữa, phải hợp với con hơn, và sâu sắc hơn nha con. Ok. Yeah. Cái cảm xúc của con đó, nó hợp với lại những cái bài đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Con cố gắng. Còn đối riêng với chú thì chủ đề này coi thử con may mắn lần sau rần hơn không nha. Xem như đây là một cái sự khều của chú Linh, cái sự nhắc nhẹ của chú Linh với con. Hy vọng rằng tuần sau, lần sau con sẽ tốt hơn nha. Bước ra như một ca sĩ chuyên nghiệp. Oh! Yeah! Kể xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà khi có hai chị em tên người cha đặt là Tâm Cá. Từ khó ta Tâm Nam mà về hơi ấm tay mẹ xanh phong bày, Tâm ơn bày tin Phải chỉ mình bên đất mê tộc ta nói gì nè, đáng nghe giùm tôi. Người đâu đó nghe trống gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lâng tâm vào đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca tiếng hát êm đềm, một chiều em nghe tóc hoa. Kẽ mơ màng một chiều mây trôi. Rồi chụp tấm hình gia phả, vô. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, cảm ơn. Anh Vũ, em vẫn đẹp chứ anh hả? Vẫn đẹp. Dạ, đẹp là được ha. Hai em giới thiệu đôi nét về mình đi, và lý do vì sao lại chọn các khúc tóc hát từng được nữ ca sĩ Đăng Trang thể hiện. Dạ, em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, con tên là Trương Hoàng Yến, con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Quảng Ngãi ạ. Thế lý do vì sao hai em lại chọn ca khúc tóc hát của nữ ca sĩ Đăng Trang? Dạ, tại vì hai tụi em thấy là nó hợp với phong cách trình diễn của mình và yêu thích bài hát đó ạ. Đặc biệt là tóc của hai em cũng rất đẹp. Nào, hai em quay lại cho mọi người xem nè. Đó, dễ thương nè. Cảm ơn chị Đăng Trang. Nãy giờ chị đứng lâu quá, chị có thể về ngồi nghỉ ngơi tí xíu, em mời các em. Tại vì hai đứa con làm cho trái tim của cô rất là rung động. Không phải là một ca khúc lãng mạn làm cho người ta lay động lòng người. Bài hát đó là bài hát cô từng hát cách đây mười mấy năm trời. Chứng tỏ là một cái bài hát qua hơn 10 năm vẫn còn sức sống. Một lần nữa cô cảm ơn tụi con, cảm ơn khán giả, cảm ơn 6 huấn luyện viên đã làm cho cô nhớ lại bài tóc hát. Hai nói nghe nè, bây giờ ôn lại cái kỷ niệm á. Mình thử luôn một đoạn tóc hát đi. Một đoạn tóc hát nha. Tại sao cô phải hát? Trời ơi, gì vậy? Sao cô làm tuột hứng vậy? Cô ơi, cô hãy để cho cái bài hát tóc hát đó cách đây mười mấy năm nằm ở trong lòng của khán giả. Bây giờ ngày hôm nay cô cảm thấy cảm ơn ban nhạc rất là nhiều, bởi vì đánh cái version này luôn luôn rất là sốc rock alternative ha. Bây giờ không còn nhiều người hát rock alternative nữa, tại vì người ta lo hát R&B hay là hát EDM vân vân. Nhưng tụi con rất là chết khi tụi con vẫn còn nhớ bài hát đó. Cô muốn mấy cô cháu mình đi ra đằng sau, nếu như con chọn về đội của cô, có thể cô sẽ cùng hát chung với tụi con, nhưng mà với bài hát khác chứ không cần phải hát tóc hát, đúng không? Trang có từ chối các con đó. Phải, 10 năm rồi bảo quên lời. Cô nói vậy bảo quên lời rồi. Bây giờ phần của cô chú được mời tới đây là ban giám khảo, là huấn luyện viên. Nếu như không có để cho hai cô chú nói thì nó không có fair, cho nên cứ để họ nói đi rồi xong mấy đứa con chọn về đội của cô chú sau. Nãy giờ cô nói rất nhiều rồi, cô nên ngồi đi cô. Bây giờ chị nói, anh nói đi, anh chị nói đi. Đúng rồi, các con thân mến, trước khi cô Cẩm Ly hát dòng nhạc dân ca trữ tình, cô Cẩm Ly nổi tiếng là ngôi sao nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc nhảy nhót, sôi động, cào cấu, bứt tóc, móc mắt vụt. Các con biết không? Có thể là bây giờ cô Ly không hát những dòng nhạc như thế này nữa, nhưng kinh nghiệm 14 thiệt. Còn nếu như các con muốn là mình là một người nghệ sĩ đa năng, mình phải thay đổi, thấy không? Tự nhiên hai con nè đang quậy quá trời rock thế này kia, tự nhiên bữa sau cô Ly dừng cho hai con hát bài Đau Xót Lý Chim Quyên. Chú hợp lý không? Chú nói vậy chú thấy có hợp lý hay không? Hợp lý chứ. Trời ơi chú gì từ gì? Bí văn rồi. Tôi không được quyền lên tiếng. Đài Phát Thanh Đại Nghĩa tạm dừng. Chúng ta nghe Đài Phát Thanh Cẩm Ly. Dạ. Chị Tư, em giận quá chị Tư. Người ta nói chị không biết hát nhạc trẻ kìa. Làm ơn cho bà chị như của tôi mới nói. Nghe, bà chị tôi mới hiền quá mà. Cho nên mấy người ăn thịt bà hả? Trước khi ăn thịt bả thì làm ơn ăn cái cục này trước đi. Thôi. Chị, em bên giật chị. Thôi bây giờ nói đàng hoàng. Trang đoan là dạ. Em có quyền giành thí sinh, nhưng em đừng có cái model mà áp đặt. Cô Trang nói là cô Ly là bây giờ là chị hát dân ca trữ tình. Sẽ là không có thích hợp với cái dạng của tụi con. Còn bài này cô Trang đã hát cách đây bao nhiêu lâu, và cô Trang am tường về mọi thứ. Đó có đó là cái quyền của người huấn luyện viên. Người ta có thể đem ra tất cả các chiêu trò người ta dụ. Nhưng mà cô Ly thì xưa giờ là cô Ly không có nhiều những cái tân bốc tụi con lên. Cái quan trọng nói thì nó dễ. Cho nên khi cô Ly bấm chọn có nghĩa rằng đã muốn tụi con vào đội. Còn nói về cái dòng nhạc, cô Ly cũng đã từng trải qua dòng nhạc trẻ rồi, chứ không phải cô Ly thành danh dòng nhạc trẻ trước, sau đó mới tới trữ tình dân ca. Và bây giờ cô Ly vẫn hát hai dòng nhạc. Khi mình đã đi hát bao nhiêu lâu, tuy rằng mình không hát, mình sở trường mình không phải dòng nhạc đó, nhưng chủ yếu là truyền dạy cho tụi con cái gì? Cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì bây giờ dòng nhạc nào khi đã đi hát rồi cũng nhìn được những cái mạnh, cái yếu. Thì cô Ly chỉ muốn nói cho con hiểu thôi. Chứ còn bây giờ rần quá, cô Ly rần không lại. Chị đó. Ơi, chị nói hay. Thương quá không biết. Chú Bạch cũng xin nói với tụi con. Cô không có ý áp đặt gì hết. Cô chỉ ráng phân tích thôi. Là tụi con hát cái dòng rock alternative đó là phù hợp với cô. Cô có thể giúp cho tụi con nhiều hơn. Rồi cô có cái cơ hội được múa trên sân khấu nhiều thì cô có thể ngoài lề, có thể chỉ cho tụi con thêm, chứ không phải là cô áp đặt gì cô Cẩm Ly hết. Cô Cẩm Ly lúc nào cũng là đàn chị của cô. Chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của hai bạn. Các bạn sẽ chọn đội của ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa, hay ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch ạ. Xin chúc mừng các bạn. Việt Nam theo bay. Trời ơi dễ thương chị ơi, chị Tàu kìa chị. Trời ơi, vỗ tay cho hai đứa con gái của em đi mấy anh chị. Em cứ càng lên. Chị ơi, không ai giành giật cho mình hết, lên nhận con. Trời, trời ơi, chưa nhận xét, sao nhận. Tôi đứng trước, tôi đóng dấu trước được không? Thích nhất cái đàn hai đứa nhỏ đó diễn. Trời ơi, chị ơi chị Tàu kìa chị. Chị ơi chị, Tàu kìa chị ơi. Cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Bảo Cương và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy trời mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá. Vậy là cô chú tưởng đâu con miền Tây. Đây là một cậu bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con tự làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Và hiện bây giờ con đang trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh, rẫy nương xanh, con trốn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xôn xao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thương hát ở ngoài đồng. ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cương á, vay tiền ngân hàng nhiều, bây giờ là làm ăn thất bại, giờ phải vào Bình Dương làm thuê, làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu vất vả, thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Tôi vào đấy thì làm tài xế chạy xe, công việc thì cũng tương đối khó khăn, nhiều lúc có thể là đi quá đêm, sáng ngày sau hôm sau mới về được. Vợ tối thì vào đây thì cũng đang làm khu chế xuất tính trong một. Bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ thì có vậy đó. Nhiều lúc làm cả một năm tận tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vợ có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyển đỉnh song ca nhị. Nếu được giải con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế, và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô à. Cô chú xin được chúc mừng con tới đây ôm. Sẽ cùng gặp gỡ gương mặt tiếp theo. Nay chị trong ấy cho chú Tiểu sang nhận lễ để tôi còn kiếm câu hát tia chảy hồi nào. Ca khúc Son với phần thể hiện của một thí sinh bé nhỏ của chúng ta, nhưng mà giọng hát thì đầy nội lực. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ con chào 8 vị sáu vị Bảo, con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Nãy giờ Nguyên Khang thấy là minh họa nhiều nhất, nào là có vỗ trống rồi cầm quạt rồi có những cái biểu diễn phụ họa, đó là cặp đôi Bạch Gia Trang. Dạ xin mời chia sẻ. Quê con ở đâu? Quê con ở Bắc Ninh ạ. Ôi ôi, quê hương quan họ. Con thử con hát một câu quan họ thử coi. Ơi mong là mang con sáu là tung phải tính là tính tình ô tình ta nghĩ sáu sang sông tình bằng ai mang con sáu sang sông bằng ai mang con sáo sang sông ý. Ôi ơi, quả đúng là như vậy. Chú đã từng tới Bắc Ninh trong một cái chương trình rất là đặc biệt, và chú đã nghe các làng anh làng chị nhiều thế hệ lớn tuổi rồi truyền cho thành những nhóm nhạc rất là hay. Chú nghĩ con sống trong cái lòng của Bắc Ninh, con đã ngắm âm nhạc từ khi chưa ra đời nữa kia. Vậy cho nên tất cả những điều đó nó làm thành một cái rất là tự nhiên, mà nếu như con sinh ở vùng quê khác làm sao con có thể làm được như thế này. Con ơi, cái sự đa dạng của con á, cái trữ lượng con rất là lớn. Vấn đề là cái tim của con nghiêng về bên phải hay bên trái là cứ chờ quyết định. Hợp luôn áo với nghe. Cô luôn mà hay ghê. Trời ơi, đại gia đình là hợp dữ đồng vậy. Cảm ghê luôn á. Thì cô chỉ muốn nhắc cho con thêm, có thể là con không có biết dân gian đương đại là chất của cô. Cô với chú đã lên trên đây, có nghĩa là cô chú rất là muốn con về đội của cô chú ha. Thì nói chung sáng giờ cô bán hơi ế. Cô giỡn cho vui vậy thôi, để con đừng mà có căng thẳng. Cô Trang tưởng đâu một bé gái khi hát Thị Màu cái mở ra ô anh Bạch ơi con trai. Trời ơi, nó rất là độc, rất là độc. Độc và lạ là cô đó. Thiệt sự con hát rất là hay, cái đó là không có bàn cãi rồi. Con hát khá là điêu luyện luôn. Thì chú có một bạn ở trong đội của mình tên là Quỳnh Anh, cái vóc dáng cũng cỡ bằng con, giọng hát cũng đương đại như con, và bây giờ bạn ấy chỉ lẻ loi một mình ở trong đội của chú thôi. Cho nên bây giờ nếu như mà con vào đội của chú và cô Thu Trang thì chắc chắn con sẽ có một người song ca với con thật là ăn ý. Con nghĩ sao? Xin cảm ơn ca sĩ Như Triều Vũ. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Như trên. Như trên. Dễ thương nha. Cô xác định thêm một lần nữa để cho tụi con đừng có hoang mang. Có nghĩa tụi là chương nào? Trình là tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng vẫn có giải thưởng dành cho đơn ca xuất sắc. Con hiểu không? Cho nên tụi con vẫn có cơ hội phát triển tốt nhất có thể. Đó, cái đó mới là cái quan trọng nha con. Bây giờ sẽ là quyết định của Vĩnh sẽ thuộc về vị huấn luyện viên nào, xin mời. Con phải tự quyết định nha, là quyết định đúng. Vũ Trang. Cái ánh mắt bé hướng về. Mơ Hồng Sông Ca Nam. Đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ, con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ, đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh, thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng. Con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài ấy, thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu á, anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ gai đến đầu. Về đi anh ư, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em ư, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em ư, cái những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá! Em được cảm ơn đội của nghệ sĩ Dương Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Chắc chắn với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Thu Trang và Dương Triệu Vũ, Quỳnh Anh sẽ có những tiến bộ vượt bậc để làm nên những điều kỳ diệu và mang đến niềm vui cho gia đình nhỏ bé của mình. Còn bây giờ, hãy chào đón cô bé đáng yêu tiếp.